Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Thì các bạn cứ nói là Việt Nam bây giờ sướng lắm. Thế để mình so sánh giữa trẻ con ở Đức và trẻ con Việt Nam, nó khác nhau cái gì nhé? Và ở đâu sướng hơn nhé? Bây giờ mình nói với trẻ con ở Đức trước. Trẻ con ở Đức sinh ra một cái là có nó được tiền luôn. Bây giờ mà hình như là quên, mình cũng không hỏi con mình, nhưng mà mình có nghe là bốn đứa con trở lên ấy thì cái tiền nó gọi là Kindergeld ấy nó còn cao hơn. Sinh ra một cái là có tiền Kindergeld. Mặc dù bố mẹ có giàu đến đâu thì giàu hoặc là nghèo nó không liên quan. Vì đây là chế độ của các cháu, nó gọi là tiền Kindergeld. Ngày xưa thì nó chỉ có 150, nhưng mà bây giờ dần dần nó lên, bây giờ hơn 200 rồi một cháu một tháng nhé các bạn. Một đứa một tháng là 200, hình như 210 đồng thì phải. Ôi hô, đấy. Mà nó chẳng phải làm cái gì, nó đầy đủ lắm. Mà trẻ con ngày xưa ấy, mình nhớ cái thời mình còn nhỏ đi học nhé. Nhà nghèo, duy nhất chỉ có một bộ quần áo. Duy nhất chỉ có một bộ quần áo đi học, còn về nhà là phải thay cái bộ quần áo ra, mặc bộ quần áo đi làm, đi chân trâu, đi mọi cái. Mà trẻ con ở Đức này thì nó đi học nó không có phải mặc đồng phục như ở Việt Nam. Và nó được cái tiền Kindergeld đấy mà nó không có phải đi làm. Nó không phải cơm áo gạo tiền, nó không phải đi bán xổ số. Mà nhất là sinh nhật. Sinh nhật Noel ấy là đồ tặng. Tặng ngày xưa thì có khi chỉ có 10 đồng thôi, nhưng mà bây giờ chúng nó đòi hỏi tặng cao lắm. Tặng là tặng là phải là điện thoại iPhone hoặc là laptop. Quần áo thì nó lớn một tí là có những gia đình như là cái gì cũng hàng hiệu hết, mác mỏ hết. Mà được cái là chúng nó đi học thì ở Việt Nam bây giờ thì cũng thế rồi, cũng ăn ở trường đúng không các bạn? Nhưng mà chúng nó đi học thì ít đứa đi xe đạp lắm. Nó phương tiện đi lại của nó là đi ở thành phố thì đi ra sân ban, đi tàu điện đấy, hoặc là đi đi xe bus, chứ nó ít khi phải đạp xe đạp lắm. Mà cái giao thông ở Đức này thì nó rất là an toàn. Cả năm mình không thấy có một vụ tai nạn đâu. Nhưng mà Việt Nam thì tai nạn liên tục và liên tục. Sợ thật ý. Cái tính mạng con người rất là nguy hiểm. Và có đứa nó còn ví dụ như là bố mẹ không giàu. Ở bên này thì những cái nhà giàu ấy là những cái nhà giàu mà người ta có điều kiện ấy, thì con người ta lại vào cái trường gọi là có điều kiện, vào cái trường học có điều kiện, kể cả trại dưỡng lão cũng thế. Trại dưỡng lão cũng thế, có tiền là vào cái trại nó phục vụ tử tế hơn, còn không có tiền thì cái trại khác. Thế đi học cái thì là nó phải là cái trường mà con nhà giàu thì toàn con nhà giàu đó. Cái gì cũng mác mỏ mà tiền nong là cái gì cũng phải trả đắt đỏ. Thế còn có những cháu thì bố mẹ nó hưởng xã hội nhé, nó còn không muốn, nó còn xấu hổ, nó bảo bố mẹ phải đi làm đi, hưởng xã hội ấy là xấu hổ với bạn bè, thua kém bạn bè đấy. Thế còn Việt Nam ở Đức, ở Việt Nam thì sao? Chỉ con ở Việt Nam mình xem, mình thấy nhá, có những cháu, rất nhiều cháu không được đi học, phải nghỉ học đi bán số chăm mẹ. Có một cháu mình xem ở cái kênh gì nhỉ, cháu nói là mẹ bị bệnh mà nhà ở nghĩa địa, không biết ở nghĩa địa hay là ở nhờ chuồng gà nhỉ, tại vì mình xem nhiều nó cũng cứ lẫn lộn. Thì nó nói là có nhà ở là tốt lắm rồi, không có đòi hỏi gì hết, mà bây giờ chỉ mong làm sao mà có tiền để cho mẹ chữa bệnh, mẹ khỏi để mẹ sống lâu với nó. Nó nói xong rồi nó khóc, nó không có đòi hỏi gì cả. Thì cái YouTuber người ta mới phỏng vấn, người ta bảo thế,
Nhà nghèo như thế thì các bạn có nói không với để ở ở nghĩa địa ở Chuồng Gà đấy, các bạn nó có nói không? Thì nó bảo là các bạn cũng có nói, nhưng mà nó bảo nhà bạn là nhà bạn giàu, nhà bạn có nhà, mình nhà mình không giàu nhưng mình ở thế thôi, nó cũng chả vấn đề gì cả. Mà nghỉ học đi bán số, mà nhất là các bạn biết không, trẻ con ở Đức nhá, ví dụ như là nó mà đi học ấy, học phổ thông ấy, từ lớp 1 đến lớp 12 thì không nói rồi, không có tiền học phí thì không nói rồi. Còn đến đại học nhá, đến đi học nhưng mà nó vẫn thuê nhà riêng, nó ở đàng hoàng, không cần thiết phải ở bố mẹ, mà không có phải là ăn bám bố mẹ. Bố mẹ dù giàu dù nghèo là không có liên quan, không có liên quan đến học hành của nó. Thì nó tự thuê nhà nó ở và nó xin được cái tiền gọi là tiền đấy, là nó đi học đại học. Nó có tiền kinderkết này, rồi nó xin được cái tiền gọi là tiền ba ba pách ấy, là cái tiền mà nó đi học nó vay được nhà nước, mà vay thì phải trả lãi suất rất là rẻ, nhưng mà khi nào nó đi làm nó có thu nhập thì trả dần, mà cái gì cũng 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 rẻ. Ví dụ như là nó đi đường là nó có thẻ sinh viên, là nó cũng trả tiền tàu cũng rẻ, tất cả mọi cái là nó có thẻ sinh viên là rất là rẻ. Thế mà nó không có phải lo lắng gì cả. Còn trẻ con Việt Nam thì sao? Trẻ con Việt Nam thì nhà gia đình không có điều kiện mà nghèo ấy thì là phải nghỉ học. Rồi bố mẹ mà ốm đau bệnh tật ấy thì là phải đi đi bán xổ số, đi ăn xin để lấy tiền chữa bệnh cho bố cho mẹ. Mà nếu mà mình xem nhé, nếu mà một gia đình mà nuôi một đứa con đi ăn học, nhất là ở nông thôn, thì cả nhà đi mò cua bắt ốc đi làm để lấy tiền nuôi một thằng một đứa học đại học. Mà có đứa này còn ví dụ như là đã gia đình đã lo lắng cho như thế là để lấy tiền ăn học rồi, nhưng mà đi ra thành phố bắt đầu đua đòi nghiện hút chơi bời, gia đình không biết đấy là đâu, vẫn cứ đi làm, cả gia đình đi làm, đi mò cua bắt ốc đi làm để dành diện chắt bóp cho con đi đi học đại học. Nhưng mà Việt Nam bây giờ thì nghe nói là mỗi nhà là có một đứa con đỗ đại học như lợn con, nhưng mà ra không làm đúng ngành nghề, không đi làm. Thì người ta mới nói là tại sao mà lại không đi làm? Nó bảo là cũng có phải học thôi, không làm cũng phải học thôi, nhưng mà đi học đại học mất bao nhiêu tiền của, từ lớp 1 đến lớp 12 phổ thông nhà đã bao nhiêu tiền của rồi, xong lại đi học đại học 5 năm trời mất bao nhiêu tiền. Nhưng mà ra đi làm là chỉ được 5 triệu, không bằng người công nhân, nên là nó không đi làm. Đấy các bạn thấy không? Mà trẻ con Việt Nam á, không có một cái chế độ tiêu chuẩn gì cả. Nhà nào có kinh tế thì còn không nói, nhà nào không có kinh tế nó khổ lắm. Chứ không như ở Đức. Ở Đức thì trẻ con rất rất là sướng. Có những nhà là cái tiền mà gọi là tiền tiền kinderkết ý, đáng lẽ là đúng ra là phải cho nó, phải gì tiền nên là tiền của nó, nhưng mà nhiều nhà thì người ta cũng không cho, bởi vì cho thế sợ nó hư. Nhưng mà người ta vẫn phải cho cái tiền gọi là tiền tha sơ kết, là cái tiền mà tiền tiền túi đấy, tiền hàng ngày đấy, để nó đi nó ăn sáng, hoặc là nó đi nó mua nước uống, hoặc là nó làm gì đấy, là trong người nó lúc nào cũng phải có tiền để nó đi đường, nó tiêu đấy các bạn. Nên là trẻ con ở Đức ấy, nó rất là sướng. Ngay như nói đâu xa đây, nhà mình gần siêu thị đây này, cái bọn đấy nó không có làm cái gì, không phải làm cái gì cả, suốt ngày đàn đúm chơi, từ 10 tuổi 12 tuổi cho đến 20 mấy tuổi vẫn đi chơi nhóng nhóng nhóng, là nó chả làm cái gì. Thì có một thằng nó nói này, thế nó đi chơi xong mình mới hỏi là thế bố mẹ mày không mắng hay không bắt mày đi làm à? Nó bảo có, tao bảo bố tao là tao còn 3 tháng nữa thì tao 18 tuổi tao sẽ đi làm đấy. 3 tháng nữa là đến tuổi 18 thì mới đi làm, không vẫn vẫn cứ đi chơi. Nó là tiền nong tiêu pha như này thì mà nó còn hút thuốc kinh lắm, bọn em hút thuốc suốt. Thế mày đi là đi chơi này ai cho tiền đâu mà mẹ cho? Mà mình không hiểu là hội đấy là tiền nong nó lấy ở đâu, bố mẹ nó lấy ở đâu? Một mình bố đi làm thì làm sao mà đủ chi trả, ví dụ như tiền nhà, tiền cửa, tiền bảo hiểm xe cộ, tất cả mọi cái, tiền ăn tiền uống, nuôi mỗi mình mẹ, mà mẹ ở nhà với mấy đứa con mỗi thổ thì nó đẻ đông con lắm. Nhưng mà nó có cái tiền kinderkết của con nó. Mới nhiều người người ta nói là đông người thì ăn uống bao giờ cũng rẻ hơn là một mình, tại vì là
nhiều người đúc vào ấy thì nó rẻ, chứ người ta có bảo thêm người thì thêm đũa thêm bát thôi, chứ còn nó cũng không có mất cái gì cả, không có mất tiền nhiều, không tốn. Chả biết được, mình cũng không ở trong cái trường hợp mà gia đình đông như thế, mình không biết. Còn nhà gia đình nhà mình ngày xưa đông ấy thì là nông thôn ấy, nó khác. Thế cho nên là cái trẻ con ở Đức với trẻ con ở Việt Nam nó khác nhau quá xa luôn các bạn. Đấy, mình chỉ nói một cái đơn cử, chính vì như thế cho nên là những người Việt Nam, những người người ta có điều kiện, người ta không đi được nhưng mà người ta vẫn tìm đủ mọi cách để cho con cái đi sang nước ngoài đi học, hoặc là đi đi học đấy, giàu giàu như khoa phung ấy mà cũng còn đi sang Mỹ, đi bằng mọi cách để đi để không ở Việt Nam. Nên cái đây là mình không chê Việt Nam xấu, nhưng mà mình chả hiểu. Nói ra thì các bạn lại bảo là mình chê Việt Nam, nhưng cái nơi người ta nuôi mình sinh ra và lớn lên và bây giờ đi được nước ngoài rồi cứ chê Việt Nam, nhưng mà không phải. À, đấy các bạn, nhiều người các bạn nói chứ không phải là riêng như mình cả. Tại sao lại đi để thoát khỏi Việt Nam? Thì cái này là các bạn tự tự trả lời nhé, mình không có phân tích nhé. Mình phân tích là ăn đá. Ok. Mình chỉ chia sẻ giữa trẻ con Đức và trẻ con Việt Nam nó khác nhau như thế nào thôi. Bây giờ xin dừng video nhé. Bye bye các bạn. Mong các bạn ủng hộ U70 nhé. Bye bye.